Xin chào các bạn, như các bạn có thể thấy trong đầu đề thì video review này sẽ hơi khác các video review khác một chút. Bởi vì chuyện là tuần trước chúng mình đã quay một cái review Shazam 2 và cảm thấy nó không dùng được bởi vì chúng mình có nhiều ý kiến quá tiêu cực về nó. Nhìn lại thì sự tiêu cực đó là đến từ cái việc chúng mình kỳ vọng hơi nhiều từ Shazam 2 bởi vì chúng mình đều thích Shazam 1. Riêng với cá nhân mình thì Shazam 1 là một trong những phim tốt nhất của DCEU. Đấy, vì vậy khi chúng mình xem Shazam 2 đã có những sự bực bội và không nhìn được những điểm tốt của phim, dẫn đến một cái review là mình nghĩ là có 5% là những điểm khen thôi. Và rõ ràng đó là một cái review không thể công bằng với một phim có nhiều sự cố gắng như nó. Thì hôm nay là gần một tuần sau khi Shazam 2 ra mắt thì chúng mình đều đã xem lại phim một lần nữa và đã bớt cảm xúc và đủ cái đầu lạnh để có thể xem lại phim và review nó một cách công bằng, tìm ra rõ điểm tốt và điểm xấu của nó ở đâu. Người tham gia với mình hôm nay lại là Tuấn Anh, Dương và Nhân. Hello mọi người. Hello mọi người. Thì phân cảnh đầu tiên của Shazam Fury of the Gods giới thiệu hai nhân vật phản diện mới của bộ phim này. Đấy là Hespera và Calypso, hai con gái của vị thần Titan Atlas. Trong một cái phân cảnh mà em cảm thấy là đã phô diễn một cái những cái sức mạnh khá là bá của hai nhân vật này. Anh thấy là đủ đáng sợ đấy chứ. Nhất là sức mạnh làm những người kêu hóa cát. Và nhất là sức mạnh của Lucy Liu nữa, mà nói thầm vào tai một người và sau đó người đó kiểu khiến cho tất cả mọi người ở đấy mất trí, tạo sự hỗn loạn. Tức là người này hoàn toàn có khả năng thống trị một thành phố trong một thời gian rất nhanh ấy, tức là một cái sức mạnh zombie nhưng mà mạnh hơn ấy. Thì anh thấy đủ hấp dẫn. Anh thấy là cái cảnh đấy show quá nhiều nhưng mà đến lúc sau anh không thấy cái sức mạnh di chuyển giữa người này giữa người kia của bà ấy được áp dụng ấy. Tức là lần đầu là bà ấy nói thầm với một người, sau đó người này nói thầm với người khác đúng không? Được. Nhưng mà đấy là lần duy nhất mình thấy cái sức mạnh đó hoạt động như thế. Không, em đồng ý là sau cái phân cảnh đã quá đỉnh này, cái sức mạnh quá cao này, thì đúng là trong bộ phim thì hai bà ấy ít khi sử dụng cái sức mạnh ấy nữa. Nhưng mà nếu mà chỉ nói trong cái phân cảnh này không ấy, thì đúng, thực sự là đây là một phân cảnh mà phô diễn sức mạnh của hai phản diện rất là ok. Đúng, nếu mà chỉ nói về cảnh này thì anh thấy nó là một cảnh khá thành công. Yeah. Có một điều anh nhận ra khi xem lại. Nói chung lúc đầu thì anh thấy cái việc xây dựng hai nhân vật này hơi mờ nhạt một chút. Nhưng mà khi xem lại thì anh thấy là họ có cố gắng để tạo tính cách cho hai nhân vật này. Và đã tạo mầm mống của cái sự căng thẳng giữa hai người. Yeah. Sẵn rồi. Họ cứ giải rác một số cái sự... giật gậy của nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay đoạn đầu là kiểu Lucy Liu là định cầm gậy trước, đúng không? Nhưng mà Helen Mirren không cho. Đấy. Nhưng mà cũng hơi vô lý là bởi vì Lucy Liu đã có một sức mạnh như thế. Trong khi bà ấy ghét loài người và muốn thôn tính thành phố thì tại sao không... nói thầm bà không làm như thế của ấy, đúng không? Không dùng thế nào nữa luôn. Em nghĩ là có lý do tại sao bà ấy làm thế, nhưng mà em nghĩ là cái này mình sẽ để đến khi nào nói đoạn đấy. Sau phần đoạn giới thiệu phản diện thì mình lại được giới thiệu lại với Shazam và gia đình của anh ý. Thì trong cái phân cảnh này mình gặp Shazam khi mà anh ý đang đi dãi bầy, đi cứ coi bác sĩ tâm lý đi, cho dù đấy không phải bác sĩ tâm lý. Thì cũng set up một số cái câu chuyện, cái động lực khá là hay ho của Shazam. Thì đầu tiên là Shazam cảm thấy mình đang không biết mình đang đóng góp cái gì trong một cái thế giới mà đã có rất nhiều siêu anh hùng rồi. Trong cái đoạn mà chắc chắn là mọi người kể cả xem trailer cũng đã thấy là kể ok, trong cái thế giới này có Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, những người mà theo lời Shazam đều là giỏi hơn, ngầu hơn anh ấy. Xong rồi không những thế thì Shazam còn nói là bây giờ anh ấy đang nhận một cái trọng trách là níu kéo tất cả các thành viên của gia đình lại với nhau để chiến đấu như cùng một, như là một team siêu anh hùng. Cho dù ở cái thời gian này thì sau một thời gian mọi người có sức mạnh rồi thì ai cũng có những kế hoạch, ai cũng có những hoài bão riêng, và Shazam là người duy nhất níu kéo họ lại. Anh là đến đoạn này là anh hơi bị không vui lắm với cách mà đi của nhân vật Shazam. Xem lại phim thì anh mới thấy là hình như phim hơi hy sinh nhân vật để gây cười, tức là để mà làm cái chuyển giao giữa cái việc bà Hespera, đúng không? Vâng. Bà ấy đang bảo là không, chúng ta nhiệm vụ của chúng ta không dễ đâu, có một kẻ ngoài kia rất là giỏi và rất thông minh kia. Thì ngay sau nó cắt một cách rất là hài hước là không, tôi là một thằng ngu. Đấy, thì anh nghĩ là ok, nó là một cái joke ổn, chất lượng được, nhưng mà anh cảm thấy vì họ muốn làm cái joke, họ muốn làm cái câu đùa đấy mà họ khiến cho nhân vật cũng bị theo cái hướng đần đi ấy. Đấy. Họ phải hy sinh nhân vật vì một cái trò đùa. Anh mong là không phải như thế, anh mong là không phải như thế, nhưng mà khi anh xem anh cảm giác như thế. Đấy, bởi vì nhất là khi chúng ta biết là anh đã trải qua rất nhiều ở phần 1 và cái nhân vật
Billy Batson mà chúng ta thấy ở cảnh đầu tiên của Shazam 1 sẽ không nói ra một cái thứ như thế. Ok, đây vẫn là vấn đề lớn nhất của anh về phim. Đấy là trong phần 1 thì đã có một cái sự chênh lệch giữa Billy Batson trẻ và Zachary Levi rồi. Đấy, thì phiên bản trẻ lại người lớn hơn phiên bản lớn. Thì trong phần 2 này anh thấy nó kiểu còn càng lệch hơn ấy. Cái phiên bản trẻ này còn trưởng thành hơn cả phiên bản lớn. Anh còn không nhìn thấy nhân vật trẻ cười nhiều hơn. Không bao giờ đùa hay là cười ấy. Luôn là sẽ hiện ra lúc nghiêm túc và cần thực sự cần sự quan tâm và tình cảm ấy. Tính cách kiểu khác hoàn toàn ấy. Và khi xem anh thấy là hợp hơn nếu đấy là kiểu Freddy. Đấy là một người nói rất nhiều, nói liên tục, nói kiểu để mà kiểu lấp sự im lặng ấy. Đấy, còn đấy là một cái nhưng mà anh cũng phải thông cảm với phim là đây là một cái lựa chọn casting từ phần đầu tiên rồi. Và sang phần 2 không đổi được. Zachary Levi không thể đóng người khác được. Và Astro Angel cũng không thể đóng người ngạch đi được. Đấy. Nên là anh nghĩ là phim đã nhận ra điều này và cố để chúng ta quên đi sự tồn tại của Astro Angel trong phần này. Cho xuất hiện rất ít. Và chủ yếu là Zachary Levi. Em cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Giang về chuyện là tự dưng lại đi làm Shazam ngờ nghịch như thế là không tốt. Nhưng mà em khá là thích cái việc là Shazam phải đối mặt với một cái rủi ro mới. Bởi vì là ở phần 1 ấy, mình thấy là thật ra cái cậu này cũng chưa trưởng thành hoàn toàn đâu. Bởi vì là cái cách giải quyết cuối cùng của cậu ấy là san sẻ sức mạnh cho mọi người mà. Tức là cái sự trưởng thành của cậu ấy nó không đến từ chính bản thân cậu ấy. Thì cái phần này nó bắt Shazam là phải đối mặt với chuyện đấy rồi. Là có một những cái vấn đề mà cậu ấy bắt buộc là phải một mình giải quyết rồi. Đấy gọi là đấy, sống thấp kém hơn những siêu anh hùng khác và phải làm sao để mà gọi là gắn kết cả gia đình lại với nhau ấy. Thì em thấy đấy là một cái rủi ro, một cái gọi là một cái mở đầu, một hành trình khá là hứa hẹn. Nó đem đến cho mình những cái góc độ mới, những cái quan sát mới về cái siêu anh hùng này. Nó tạo thêm chiều sâu cho nhân vật. Đúng rồi. Mở ra những cái cơ hội thôi. Anh thấy là những hai cái vấn đề về khủng hoảng danh tính và việc gia đình như thế nó được giới thiệu như thế, nhưng mà anh không thấy là Shazam cố gắng tìm cách giải quyết nó đến mức đấy. Đúng. Kiểu có giải quyết hay không thì cũng không quan trọng lắm ấy, đối với anh như thế. Anh nghĩ một phần là tại vì khi mà phim đi được đến khoảng tầm giữa thì đấy gần như tự nhiên quên mất là đây là một Shazam đáng nghĩa nhân vật chính, đáng nghĩa là cần có một câu chuyện xuyên suốt. Đấy, tập trung vào cái chuyến phiêu lưu của Freddy và ông phù thủy ở cái thế giới của cái cõi của các vị thần hơn. Thì tự nhiên Shazam lại bị mất một cái khoảng thời gian đáng nghĩa có thể tiếp tục phát triển cái tuyến nhân vật của mình. Xong rồi đến cuối cùng, đến đoạn sau thì người ta cố gắng để đưa lại cái câu chuyện của Shazam giải quyết đến đoạn cuối cùng, nhưng mà lúc đấy mẹ cảm giác là nó bị gấp gáp quá. Tại vì tự nhiên một đoạn nó không nhắc gì, xong rồi nhảy đến đoạn tháo nút thắt giải quyết luôn. Đây còn chưa phải là hai cái duy nhất mà là còn cái mối quan hệ giữa Shazam và mẹ. Cái đấy thì anh cũng không thấy phim làm tốt một chút nào ấy. Tại vì là đầu phim thì tự nhiên Shazam gọi mẹ là Rosa. Xong rồi mà trước đấy không thể setup là mối quan hệ hai người này như thế nào, mà chỉ đúng một câu đấy và khán giả buộc phải tin là hai người này chưa thực sự, tức là Shazam chưa thực sự chấp nhận đây là mẹ mình. Và chỉ thế thôi, và không address chuyện này từ đến cuối phim. Cá nhân anh đấy cũng là một trong những vấn đề đến từ một cái vấn đề nguồn gốc. Gốc là anh nghĩ là nhân vật này được viết một cách không rõ ràng, không được characterize một cách rõ ràng. Và đến khi nào phim nói cho anh biết là nên cảm thấy về nhân vật này như thế nào thì anh mới biết. Nhất là cái đoạn mà khi mà mọi người đều bỏ đi, Freddy thì nhận cuộc điện thoại này, cái cậu châu Á tên là gì nhỉ, thì bị dính mấy cái thứ và phải đi rửa này. Cậu phân tích gì này. Ừ đấy. Thì đến lúc đấy Mary mới bảo là không cần sợ mọi người bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà lúc đấy mình biết là thằng này sợ bị bỏ rơi à? Mình đã nhìn thấy cái đấy ở đâu. Và mình cũng chưa thấy là cậu đấy yêu gia đình đến mức đấy để mà bị bỏ rơi. Và cái việc yêu gia đình sẽ lại mâu thuẫn với việc là gọi Rosa là Rosa. Lúc xem đã hiểu là là Shazam muốn là một leader tốt ấy. Kiểu muốn đây là một team siêu hồng thời mạnh, chứ không hiểu đây là muốn giữ các thành viên gia đình lại ấy. Đúng rồi. Nên là nó hơi mang tính ích kỷ nhiều hơn, đúng không? Nó chưa mang tính là kiểu cậu này đang hy sinh và yêu gia đình thật sự. Anh ít nhất là anh chưa nhìn thấy được đấy. Nhưng mà sau khi mà đến cái đoạn cuối cùng và Shazam tiết lộ vì sao muốn níu kéo tất cả thành viên gia đình lại với nhau, bảo là bởi vì từ trước đây đã bị rất nhiều người thân bỏ rơi, nào là bị bố bỏ rơi, bị mẹ bỏ rơi, và sau này tìm một cái gia đình cho dù chỉ là gia đình nuôi như này
Billy Batson tìm được một gia đình riêng và không muốn bị bỏ rơi một lần nữa nên phải rất nỗ lực níu kéo lại. Thì đến lúc mà mọi người biết được đấy là động lực của Shazam thì có mọi người có cảm thấy là cái câu chuyện này nó có ý nghĩa hơn không? Em thì không. Em vẫn thấy là nó không được tease đủ để mà Shazam nói ra những câu như thế. Ý là kiểu việc gia đình bỏ rơi cậu ý thì mình cũng không thật sự nhìn thấy rằng là gia đình họ có kế định đấy, mà tất cả những cái hành động mà những thành viên trong gia đình làm thì nó chỉ xuất phát từ việc là họ có những cái hoài bão, họ có những cái mục đích, họ có những cái hướng đi riêng. Và họ không làm cái việc đấy nhằm mục đích là để bỏ rơi cậu này để đi đến một cái, để thực hiện những cái hoài bão lớn hơn ấy. Thì em không tin vào cái động lực đấy lắm. Anh thì thấy là ok, trên giấy tờ đây là một cái vấn đề hay, là cậu này đã bị bỏ rơi và giờ sợ bị bỏ rơi, là perfect cho nhân vật Shazam này. Nhưng mà phim thực hiện không được, không làm mình nhìn thấy. Thế và em muốn quay lại cái ý của Nhân Bảo là rất chuẩn, là khi mà mình xem một nhân vật chính mà họ thực sự hấp dẫn thì họ phải có một cái vấn đề gì đó mà mình cảm thấy họ mà không giải quyết được thì sẽ là vấn đề rất lớn ấy. Đấy, thì nó mới có một cái sự căng thẳng, một cái sự sống còn khi mình xem phim và mình mới theo dõi cái cuộc hành trình của họ. Đằng này cũng này kiểu những vấn đề rất là được không được thì thôi, kệ, không sao. Đằng này vấn đề nó vẫn là ba và kia ba phản diện thôi, còn mấy cái riêng của Shazam coi như là giải quyết không tùy. Mọi người có thể thấy được là trong phần này thì cái tâm điểm của bộ phim nó không còn thực sự nằm hoàn toàn vào Shazam của Billy Batson nữa, mà anh ấy phải chia sẻ cái tâm điểm đấy cho khá nhiều người, khá nhiều thành viên trong gia đình và đặc biệt là cho Freddy. Thì trong bộ phim này cho không những là cho Freddy thêm đất diễn mà còn cho Freddy thêm một nhân vật nữ love interest nữa, mà tuyến truyện riêng, đúng không? Một tuyến truyện riêng. Anh thấy đây là lựa chọn thông minh nhất của Shazam 2, bởi vì đây là diễn viên có khả năng nhất, anh cảm thấy thế, luôn gọi là có sức hút khi mà lên, câu nào nói ra cũng có sức nặng. Đấy, và đơn giản là mọi người đã nhận ra, có vẻ nhà làm phim đã nhận ra điểm mạnh của Shazam 1 là Freddy, và phần này cho thêm nhiều Freddy, và đó là điều khán giả muốn, anh thích. Quan trọng là Freddy, em cảm thấy là Freddy có cái rủi ro lớn hơn là so với cả Billy. Cậu ấy là một người chuyên bị bắt nạt mà. Và đấy thì cái chuyện là cậu ấy bị bắt nạt và cậu ấy phải vượt qua cái đấy, chuyện đấy như thế nào. Cậu ấy có cái gì để có thể, cậu ấy đã làm những cái gì để có thể vượt qua được chuyện đấy, nó cũng là một cái vấn đề khá là hay. Cái chuyện mà Freddy bị tước đi sức mạnh sớm như thế nó lại rất là tốt cho phim ấy, bởi vì nó ngược lại hẳn với Shazam ấy, là mình rất là không thích nhân vật Shazam lúc lớn, nhưng mà nghĩa là mình bị hoán đổi ấy, thế mình lại được nhìn thấy Freddy trẻ nhiều hơn, và mỗi lần anh nhìn thấy Freddy lớn là anh rất là khó chịu. Nhất là cái cảnh ở cầu lúc mà đáp xuống xong rồi kiểu khoang vai hai cô kiểu đi rất là douche ấy. Lúc nào cũng tỏ ra mình là kiểu ladies man ấy. Xong cái lúc chung là cái lúc hóa là nó thành một người hoàn toàn khác, nó không phải Freddy nữa, nó không nói lắp nữa, không thể hiện tính cách, đây là cái hai người đấy không phải toàn là một nhân vật nữa ấy. Nhưng buồn cười là chỉ có Freddy với lại Billy là gặp vấn đề này nhỉ, bởi vì những diễn viên khác đóng cảm thấy rất đúng với cái phiên bản trẻ của họ ấy. Mary thì không nói làm gì rồi, Mary là kiểu một nhân vật rồi. Nhưng mà ba người kia rất tuyệt vời, anh thấy là không có một cái sự tách biệt nào giữa hai tính cách. Nhưng mọi người nghĩ là diễn viên nào sẽ hợp vai lớn của Freddy hơn, có tưởng tượng ra diễn viên hài nào được phong thái đấy, nói nhiều. Nhưng mà phiên bản này phải là phiên bản nhìn tự tin đúng không, nên là kiểu rất nhìn tự tin mà lại kiểu nói chuyện ngớ ngẩn thì lại khó. Em nghĩ là có một lựa chọn rất là an toàn, nhưng mà ai, Paul Rudd à? Không, Ryan Reynolds. Yeah, được. Ok. Kiểu nói nhiều. Cũng liên quan đến tuyến truyện của Freddy, mình đã nói rất nhiều Freddy rồi, thì cái nhân vật mà có lẽ là liên quan nhất đến Freddy trong phần này là Anthea. Thì anh thấy chemistry của hai người này rất tốt. Anthea, lúc xem anh kiểu rõ ràng theo hướng logic thì ok, sao hai người này có thể kiểu thích nhau nhanh như thế, mới có một ngày, có khi chưa đến một ngày, nhưng mà họ diễn làm anh tin. Anh khá bất ngờ với Rachel Zegler. Đấy, cảm thấy là cái việc mà Anthea cũng là một nhân vật phản diện, nó có đóng góp vào trong cái thế lực phản diện chống lại Shazam trong phim này không? Hay là nó chỉ làm loạn cái... Gần như không hề. Anh vẫn thấy là các phản diện của phim này hiền quá, mà người đáng lẽ không hiền duy nhất là Lucy Liu thì lại không thể hiện được cái sự đáng sợ. Đấy, còn Helen Mirren kiểu quá là một người reasonable ấy, tức là đúng, cái cảnh mà bà ấy nói cái động lực của bà ấy là đấy, bây giờ tự nhiên ví dụ có một người cướp tiền của mày xong chạy đi thì mày đúng có rồi. Muốn
đuổi lại, đánh lại nó không? Bây giờ tưởng tượng đây không phải tiền mà đây là tất cả di sản, những gì mà bố mẹ mày để lại, thì mày có muốn lấy lại nó không? Ok, rất là có lý. Và cuối cùng thì thực ra Helen Mirren cũng chỉ muốn là khôi phục lại cái cõi thần thôi, chứ không phải như Calypso ghét loài người. Đúng rồi. Phản diện phần này hơi văn minh quá. Tiếp theo là cái đoạn mà gia đình của Shazam đối đầu với cả hai phản diện này trong cái đấy ở ngoài đường phố à? Cửa hàng đồ ăn. Thì đấy, như anh Nhân có nói lúc nãy là đoạn đầu tiên những nhân vật này rất rất mạnh, được set up rất mạnh, phô diễn những cái siêu năng lực mà rõ ràng là nếu mà họ sử dụng trong cái phân cảnh đánh nhau với gia đình của Shazam thì toàn bộ gia đình này không có cửa. Phản diện nhẹ nhàng quá. Đấy, thì đáng lẽ cái sự thiếu nhẹ nhàng đấy là đến từ Lucy Liu. Thì anh nghĩ là mình cũng nên bàn về cái việc là Lucy Liu là một phản diện hơi yếu, và anh thấy điều đó đến nhiều từ diễn xuất của Lucy Liu. Ngay từ đầu thì anh có thấy là kiểu việc phim đang tạo mâu thuẫn và Helen Mirren sẽ nghe thấy là Lucy Liu nói một cái gì đó không hay lắm, nhưng mà kiểu chỉ liếc một cái rồi lại thôi. Mà Lucy Liu kiểu nói cái gì cũng kiểu chỉ nguyên một cái khuôn mặt đấy, nên anh không biết là nhân vật này đang cảm thấy thế nào và không cảm thấy sự căng thẳng giữa hai người ấy. Nên là khi mà cái sự phản bội đến thì mình thấy là à ok, nó không có một cái sự gọi là chuẩn bị gì cho cái khoảnh khắc đấy cả ấy. Có khi nhiều người xem sẽ không để ý là nhân vật này đang kiểu hiếu chiến và người kia nhận ra người kia hiếu chiến, nhưng mà cuối cùng không kiểm soát được, chỉ thấy nó là một cái kiểu rất là random ấy. Thì anh thấy tiếc cho phim, bởi vì phim rõ ràng đã tính đến cái đấy rồi nhưng mà không thể hiện, nó không ra. Nên là hơi đáng quên, ba nhân vật hơi đáng quên. Bà ấy có tức giận hay bà ấy có đang cười hay bà ấy cái gì cũng là một cái khuôn mặt đấy, nên là công nhận. Ngay cả không biết là liệu là bà ấy nhận được cái nhân vật này và bà ấy nghĩ là ok, một vị thần to kiểu đấy, toàn năng kiểu thế thì sẽ không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà hay là bà ấy đang kiểu thôi đây chỉ là một vai siêu anh hùng thôi, tao đóng cho xong người ta lấy tiền nên là tao không phải cố quá. Nhưng mà những phim khác của bà ấy có như thế không? Có. Thì đấy. Anh muốn kể lại một câu chuyện là ok, khi anh xem Helen Mirren thì anh mới nghĩ là kiểu không biết Helen Mirren đang nghĩ gì khi bà ấy cố gắng như thế mà Lucy Liu kiểu vẫn chỉ như thế. Thì làm anh nhớ lại một cái câu chuyện là ngày xưa là phim Charlie's Angel được quay, thì Bill Murray cũng đã khó chịu về việc như vậy và chỉ thẳng vào mặt Lucy Liu luôn và gây nên một mâu thuẫn rất lớn ở trường quay. Hình như còn nói rất nặng nề là bà không biết diễn à. Đấy. Thì anh không biết là, anh nghĩ là nếu mà qua nhiều năm như thế mà vẫn như vậy thì có lẽ là diễn xuất của bà ấy chỉ đến thế thôi. Và cái phim gần đây nhất anh cảm thấy ok vai diễn của bà ấy đạt là trong cái phim Set It Up ở trên Netflix, không biết anh em xem chưa. Em chưa. Nó là một cái phim rom-com mà bà ấy đóng một vai một bà sếp rất là lạnh lùng đấy, và và điều đấy kiểu bổ trợ tuyệt vời cho cái người trợ lý kiểu rất là cảm xúc và rất là tài năng ấy. Đấy, thì khi đó bà ấy làm đúng nhiệm vụ, còn để làm một cái người vai quan trọng như thế này và có một cái arc riêng của mình thì khó, lựa chọn hơi không đúng lắm. Trước khi nói đến cái đoạn, đến phân đoạn hành động cuối cùng, thì trước đấy có một phân cảnh mà Billy cùng gia đình của mình ở trên bãi để xe và có cuộc trò chuyện với cả mẹ và với cả vị phù thủy. Và ở đây thì đấy, Billy, vị phù thủy tiết lộ rằng lý do tại sao ông ấy chọn Billy là trở thành Shazam. Và nó cũng trở lại với cả một vấn đề mà anh nghĩ là mọi người đã có ngay từ phần đầu tiên rồi, là việc rất nhiều nhà phê bình, rất nhiều người xem phim xong tự hỏi là ok, Shazam có 6 sức mạnh, 6 vị thần, trong đấy có sự thông thái, trí thông minh của Solomon. Tại sao vẫn hành xử như một đứa trẻ ngờ nghệch thế? Và sau đoạn này phù thủy mới tiết lộ rằng không, sự thông thái không nằm ở đây mà nó nằm ở đây. Anh thấy cái đấy rất sến nhá, nhưng mà Jimon Honsu một cách nào đó đã làm cho nó ok. Đấy, anh tin vào những lời ông ấy nói. Nhưng mà anh bị nghĩ về cái cảnh đấy nhá. Không biết là ông ấy nói thế vì ông ấy tin thật hay là ông ấy chém để mà Billy tự tin hơn, đúng. Yeah. Anh nói về cái mặt trong phim thôi nhá. Thì mọi người nghĩ sao? Có ông em ấy... anh nghĩ ông ấy tin thật. Tin thật à? Em không nghĩ ông ấy tin. Đoạn đấy phải tin thật ấy, bởi vì ok. Không, nhưng mà cũng có thể ông ấy đang kiểu cố tạo động lực mà. Tại đúng không? Vì là trước đấy là ông ấy đã bảo là bọn trẻ con này, sao tao lại ném sức mạnh cho bọn trẻ con này nhỉ? Nhưng mà lúc ấy ông ấy chưa chứng kiến đến việc gia đình này đoàn kết với nhau như thế nào.
và nhưng mà kể cả thế thì nhưng mà trước đây tôi cũng có chứng kiến đâu. Không, đúng là phải tin thật, không thì phim đã kiểu có một cái câu joke sau đấy là ông ấy nói với những người gia đình đấy, không tôi chém đấy. Đúng rồi, là thế đúng không? Cho xem bay đi kiểu. Nhưng mà thế thì là hay nhỉ. Ừ. Thế mà lại, phim lại thành nghiêm túc thì mình lại thấy là kiểu chỉ không mà... trái tim nào cơ. Anh thì thật ra cảnh đấy anh lỗi thế mẹ thì cũng không thuyết phục lắm, nhưng mà vì Asher chờ quay lại nên chấp nhận được. Nếu mà nói với một thằng cha em to đùng thì kiểu không lý thì đấy sẽ là một cảnh ấy. Anh thề lúc cảnh xem cảnh ấy. lúc xem cảnh đấy anh biết là Asher Angel quay lại kiểu anh yes ấy. Hiểu, nhưng mà đấy, lần cuối xuất hiện trong phim đúng không? Ờ lần cuối luôn. Nhưng mà đoạn đấy em đang muốn nói với bạn, sau khi nói chuyện với cả người mẹ chắc là nó dẫn đến một cái đoạn em ghét nhất trong phim này. Là khi mà đang nói chuyện với cả người mẹ, Billy Batson lúc đấy rất xúc động, mình nhìn thấy mắt của cậu ấy rơm rớm nước mắt. Nó kiểu mẹ có ok biến thành siêu hồn đi cứu thế giới đi, biến thành ok Shazam biến cười. Cái hình ảnh đầu tiên mình thấy nhân vật Shazam là đang cười, cười kiểu rất vui, không có rắc co gì. Ok bây giờ thì đi đến một đoạn hành động cuối cùng của bộ phim. Thì lúc nãy có anh Nhân hay là anh Giang có nói là tại sao lại Calypso lại không sử dụng cái sức mạnh hỗn loạn mà lại gọi một đống các nhân vật từ huyền thoại từ huyền thoại ra ấy. Okay, anh đoán cho anh đoán em sẽ nói gì nhá. Cái đấy cũng make sense, đó là kiểu khi mà họ bị thôi miên thì họ sao chịu đau khổ được đúng không, thì bây giờ hãy chứng kiến thế giới của chúng mày bị tàn phá đi và đau đớn đi, ngoài theo em thì em không em lại okay. Cảm thấy là bây giờ nếu mà Calypso sử dụng sức mạnh của mình biến toàn bộ người dân của Philadelphia thành phản diện mà những siêu anh hùng mình phải đối đầu thì mình sẽ phải nó sẽ thành một cái cảnh hành động là những siêu anh hùng đánh người và nó sẽ tạo ra một cái sự khó xử về mặt đạo đức khi mà thấy em đang nói về mặt nhà làm phim chứ gì hay là nói về mặt kiểu suy nghĩ của Calypso không em nói về mặt nhà làm phim rồi anh tưởng Calypso có cách giải thích, tức là Calypso bắt buộc là Calypso làm không làm thế là vô lý đúng không? Calypso phải dùng sức mạnh đúng không? Nếu mà trong cái logic của bộ phim thì rõ ràng thế là vô lý. Hoặc là có thể bà ấy nghĩ là maybe không dùng được lúc đấy. Family friendly nên không để cho Shazam đánh bố mẹ. Đúng. Là có nếu mà nhìn thấy như thế thì kiểu Shazam sẽ phải kiểu đánh bố mẹ. Đúng, lúc ấy thì hoàn thiện đấy là không... những người bị thôi miên. Đúng. Chứ không phải là nữa. Nhưng mà làm thế thì đã đánh mất hoàn bỏ luôn hoàn toàn sức mạnh của bà này đi và bà gặp một con rồng mới gậy. Thì bất kỳ ai thì là thế. Lúc đấy chỉ là đánh rồng mà. Kết thúc cái đoạn hành động đấy là một cái quyết định mà khá là cao cả của Billy, sẵn sàng hy sinh để giết con rồng và giết Lucy Liu. Thì đấy, sau khi mà cái cây bị phá hủy xong thì Shazam hy sinh, mình nhìn thấy các nhân vật Freddy, Anthea và bố mẹ thấy xác của Billy đang nằm đấy. Thì em không biết mọi người cái nhào nhá, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đấy em thực sự đã nghĩ rằng phim sẽ thực sự giết, thực sự để Billy chết. Tại vì trước đấy cái đoạn mà mọi người nhớ khi mà Anthea được tiết lộ là phản diện thì cái phân cảnh ở trên cái nóc nhà thư viện đấy, xong rồi thầy giáo lên và Calypso nói đi ra khỏi, nhảy xuống đi, và nhảy xuống thật. Ông thầy giáo ấy chết thật, cho dù lúc đấy thì em lại cảm thấy là chắc là đến bước gần cuối cùng cái thì đồng ý, anh cũng nghĩ là Shazam sẽ xuất hiện, sẽ dừng lại hoặc Shazam xuất hiện hoặc là dừng lại, nhưng không, cuộc phim đã giết ông thầy giáo một cách rất dã man nên đến cái lúc mà Billy chết em cảm thấy biết đâu phim này đủ dũng cảm để đi theo một cái kết rất là nặng nề, nhưng mà cũng nó có cái sự nghiêm túc và cái sự có đủ chiều sâu ở trong cái kết đấy. Nhưng mà nó là phim hài nên đúng. Thực ra anh cũng bất ngờ khi mà ông giáo viên dạy thể dục chết, nhưng mà biết khá chắc là Shazam không thể chết đấy, nên là cảnh này không có sức nặng lắm. Anh em có biết thế nào? Em thấy thế thôi, cũng bởi vì mỗi cảnh kia nó cũng chả nói lên điều gì mấy. Mỗi cảnh ông giáo viên chết so với cả cái phim nó vốn đã có rất là nhiều cái câu đùa như thế rồi. Đúng rồi, kiểu chết đoạn cuối thì kiểu quá lệch tông ấy, đấy nên là anh không tin lắm. Quả sống lại hơi nhanh nhỉ? 2 phút. 2 phút rồi. Đúng 2 phút. Nó nói mà. Thế, nó là 2 phút nhưng mà tao vừa chết được 2 phút. Không thể lâu quá được, không bôi được ấy. Nhưng mà tóm lại là cái đoạn hồi sinh làm mày khó chịu nhất là sống lại phát đi bỏ qua gái, gia đình gái. Đi thẳng ra gái. Wonder Woman. Nhưng mà cái việc tán gái làm tao nhớ lại đến cái việc lần đầu tiên mà Wonder Woman xuất hiện trong phim này ấy.
là Shazam nằm mơ Wonder Woman ấy. Sẵn cái đấy đã không thấy hợp lý với nhân vật ấy, và càng làm tăng thêm cái việc là ông này đang không nghiêm túc với các vấn đề của mình, vẫn kiểu chỉ nghĩ đến hẹn hò gọi là thần thánh thôi. Đấy, chắc là chỉ để kiểu ok, móc nối với cái kết để có Wonder Woman để fan thích, và cũng để có một cái cảnh buồn cười là cho mặt Jimon Honsu vào người của Wonder Woman ấy. Đấy, nhưng mà cái này hơi làm giảm cái chất lượng của câu chuyện. Nói chung là phim này cũng bị một cái khó là họ lựa chọn đi theo hài nhiều quá. Đấy, ảnh hưởng nhiều câu chuyện. Đấy, cảm thấy đấy là cái vấn đề chính đấy. Muốn mọi người một trải nghiệm giải trí, nhưng mà đấy, câu chuyện nó vẫn siêu quan trọng. Họ chưa tìm được điểm cân bằng. Anh lại có một ý kiến hơi có thể hơi controversial á. Tức là không chỉ nói riêng phim Shazam hay phim Marvel, phim siêu anh hùng, mà họ biết là cái phim này với cái chất lượng như thế này thì họ sẽ đến được nhiều khán giả nhất có thể. Nếu mà họ làm sâu quá, cảm xúc quá thì nó lại hơi lại giảm đi số lượng người xem ấy, có thể họ kém khán giả. Mà mục đích của phim siêu anh hùng là bom tấn là phải ra tiền, nên là họ đang không muốn, không phải không muốn mà là họ không quan tâm đến chất lượng đến cái mức mà họ đầu tư nhiều hơn. Họ chỉ cần đủ để mà khán giả đi xem thôi. Nếu mà thực sự đấy là chuyện gì đã xảy ra thì liệu đấy có phải là một thứ xấu, một thứ đáng chê không, hay là tại vì là luôn luôn có một câu chuyện giữa là người xem và phê bình. Như kiểu nói thẳng luôn là như kiểu ở Việt Nam thì cái người làm phim cũng chỉ đáp ứng cái nhu cầu của người Việt là chỉ xem chất lượng đến mức đấy là họ chấp nhận được, họ không cần phải cố thêm. Thì anh nghĩ là với phim siêu anh hùng bây giờ nó đang như thế thôi. Rõ ràng là những nhà làm phim trong một thế giới hoàn hảo thì họ luôn hướng đến sự đột phá trong nghệ thuật, nhưng mà đấy rõ ràng không phải một thứ mà mình sẽ đòi hỏi ở bất cứ bộ phim nào ra rạp. Và chắc chắn không thể đòi hỏi về một bộ phim phần 2 về Shazam được. Anh nghĩ thế. Cái mục đích làm bộ phim này vẫn là mục đích làm một bộ phim hay. Và có thể là họ đã tham vọng quá và họ đã không lường trước được việc cái sự hài hước đấy ảnh hưởng đến bộ phim như nào. Nhưng mà sau cùng thì họ vẫn thực sự đã muốn làm ra một sản phẩm hay, và nó chỉ không may mắn là đã không thành ra như ý của họ là muốn. Nhưng mà anh thấy việc nhà làm phim muốn tạo ra sản phẩm hay là một điều đương nhiên chứ, đúng không? Có phim nào mọi người xem mà kiểu họ cố tình làm ra phim chán không? Em nghĩ không ai muốn làm ra phim chán, nhưng mà có rất nhiều nhà làm phim muốn làm ra một bộ phim tạm được. Đủ tiếp cận, đủ tiếp cận. Ok, anh theo cách anh nhìn bộ phim này nhá, anh đoán là vì lịch sử của Warner Bros nữa, anh đoán là bị Warner Bros can thiệp hơi nhiều, nhất là với việc xuất hiện của Wonder Woman và cái việc nhân vật không nhất quán về tính cách. Anh nghĩ là họ đã bị bắt đưa Wonder Woman vào để móc nối DCU. Anh nghĩ một cái người muốn kể một câu chuyện này sẽ không đưa ra lựa chọn đấy. Nhưng mà thôi, cũng phải thông cảm cho nhà làm phim là đúng là có một cái rất khó khăn giữa việc là theo nghệ thuật hay là theo khán giả, theo tiền. Đúng. Đấy, thì nó làm anh nhớ lại Bumblebee. Mọi người xem Bumblebee hết chưa? Xem rồi. Nó là phim, chắc là một trong những phim lỗ nhất, ý là kiểu kiếm được ít tiền nhất của series Transformer, đúng không? Tuy nó lại là phim mang tính nhất, nó có câu chuyện hay nhất, nhân vật rất nhất quán, đầu đuôi các thứ rõ ràng, chỉ là nó không cháy nổ các thứ bằng. Đấy. Nhưng mà nó lại không thành công bằng những phim kia. Nên là anh đoán là đây có sự can thiệp của cả studio lẫn nhà làm phim, cũng gặp một cái bài toán quá khó là phải chiều cả hai bên. Shazam phần 1 cũng đã không quá thành công vì không đủ sự cháy nổ. Đấy, và không, phần này họ đã cố làm hết những gì có thể. Và thôi, cũng phải hiểu, bởi vì đấy là một điều khó. Thế là họ đang cân bằng hai thể loại, và thể loại này cũng đang đi xuống nữa. Nhất là mình xem Ant-Man phần 3 khá là có màn trình diễn khá thất vọng ở phòng vé, đúng không? Thực ra cái này nó đóng góp vào cái tranh luận về việc cái sự mệt mỏi các bộ phim siêu anh hùng ấy. Nhưng mà cá nhân em thì lại không cảm thấy rằng cái sự mệt mỏi đấy thực sự là một sự mệt mỏi cho tất cả phim siêu anh hùng, mà chẳng qua là bởi vì bây giờ khi mà phim siêu anh hùng đang đạt đỉnh cao thì lại rất nhiều phim không thực sự cảm thấy cần làm một cái gì đó quá mới, nên là nó trở thành những cái phim khá là theo một cái sự dập khuôn, và nó cảm thấy khán giả không muốn xem nữa bởi vì không cảm thấy cái sự mới mẻ thôi, chứ không phải là họ không muốn nhìn thấy siêu anh hùng trên màn ảnh nữa. Bởi vì nhìn vào những phim như năm ngoái The Batman chẳng hạn, nó là một bộ phim đã làm một thứ gì khác và nó được đánh giá rất cao. Nên cảm thấy là khán giả vẫn sẽ muốn nhìn thấy những siêu anh hùng trên màn ảnh, chỉ là họ muốn nhìn thấy một thứ gì đó khác hơn là những thứ họ đã nhìn thấy. Anh cũng sẽ chia sẻ là anh rất thích thể loại này, nhưng mà đến năm ngoái thì
khiến cho anh hơi bi quan một chút về cái việc là nó còn được đón nhận đến thế hay không. Bởi vì những phim anh cảm thấy là có đột phá như là The Batman với Wakanda Forever, anh thấy đều cũng là thắng đấy, nhưng mà không thắng đến mức đấy. Nên là anh vẫn có một cái linh cảm là đấy, mọi người đang bắt đầu mệt về siêu anh hùng rồi. Anh thấy rất khổ cho DC nhá, là toàn làm những cái, phải làm những cái phim mà những cái nhân vật chính siêu mạnh ấy, làm nhân vật chính siêu mạnh rất là khó ấy. Tức là luôn phải gọi là khiến cho họ đần đi như là Shazam để có đất phát triển. Hoặc là Superman thì kiểu phải hoặc là ác, hoặc là kiểu bị lừa ấy, thì nó vẫn kiểu khó ấy, nó rất là khó. Khó để mình tin. Em hiểu. Nên nó thông cảm. Anh nghĩ nó là một cái luận điểm mà rất nhiều fan đã nói từ rất lâu là bởi vì những nhân vật của của DC nó như là những vị thần ở trong thế giới loài người, nên là rất khó để làm họ thực sự có được liên kết với khán giả. Trong khi ví dụ như Marvel thì nó lại ở một hướng hơi ngược lại. Ngoài những nhân vật như Thor ra thì chủ yếu những nhân vật của Marvel lại là đi từ những người thường, xong rồi muốn đi đến một cái sức mạnh cao siêu hơn, thì cái cuộc hành trình đấy nó sẽ dễ cho khán giả theo hơn. Đúng. Là tạo ra thử thách cho một người mà toàn năng quá khó. Nhưng mà nói thế thì hơi lo đấy nhỉ, liệu có khi nào trong tương lai DC sẽ lại rơi vào cái trường hợp là dùng hài nhiều quá xong lại hy sinh câu chuyện như này không? Nhất là khi mà James Gunn đang ngồi ở một cái vị trí rất là cao như thế này. Thực ra nhìn vào những cái dự án của DC bây giờ nhá, thì chắc là phải khoảng, ông ấy giới thiệu 10 dự án, thì chắc phải khoảng 5 dự án là ông ấy có rất nhiều cái sự kiểm soát. Thì chắc là những cái đấy sẽ, cái sự hài hước nó vẫn là thứ mà đẩy lên cao trào nhất. Nhưng mà thế xong lại còn tôi có cả The Swamp Thing ấy. Ừ, nhưng mà đấy, chính vì những cái phim như là Swamp Thing hay là cái series về Green Lantern, thì lại cảm thấy là ok, song song với việc ông ấy kiểm soát những thứ này thì ông ấy vẫn có một số dự án ông ấy thả cho những cái nhà làm phim có thể là có cái tầm nhìn nó khác lạ hơn so với ông ấy để thử sức. Thì đấy, nhìn vào những cái dự án như thế thì ok, may ra vẫn còn hy vọng, vẫn hy vọng cho những cái dự án như thế. Không hoàn toàn là kỳ vọng, hy vọng nhiều vào DC sắp tới, nhưng mà cũng phần nào cũng thấy excited về cách mà DC sẽ thay đổi như nào sau khi James Gunn take over. Cái đấy sẽ dù phải xem thì trước một hai phim rồi để biết được. Dù sao thì vẫn là một thứ mà bây giờ mình chưa biết, thì mình cứ nên kỳ vọng nó, cứ đặt kỳ vọng một như thế nào nó sẽ khác. Nó khác như nào không biết, nhưng mà nó khác là quan trọng. Anh chỉ muốn chia sẻ thêm là anh không ghen tị với những người phải đảm nhận những cái dự án siêu anh hùng sắp tới, bởi vì không biết bây giờ khán giả và nhà phê bình là họ muốn cái gì, làm phim siêu anh hùng thế nào mới đúng. Đấy, như là chúng ta thấy là Ant-Man 3 thất bại, những phim Wakanda Forever làm cốt truyện sâu hơn cũng không đến được đại chúng, thì thể loại này đi về đâu đây? Không biết là Shazam 2 là một cái gọi là triệu chứng của cái vấn đề chung này thôi. Và mong là những nhà làm phim sẽ sớm tìm ra cách để reach được tất cả mọi người. Như các bạn đã thấy đấy, thì cái việc nhìn nhận một bộ phim nó có rất là nhiều khía cạnh khác nhau, và việc đưa ra một cái con số chính xác, khách quan để đánh giá nó rất là khó. Nên là nếu các bạn muốn biết chúng mình thực sự nghĩ gì về bộ phim thì hãy kiên nhẫn và xem hết cuộc bàn luận của chúng mình. Còn việc chúng mình đưa ra con số thì chúng mình đã bàn rất kỹ và cảm thấy là nó đem lại hại nhiều hơn là lợi, không chỉ cho chúng mình và cho cả khán giả và cả cái cuộc nói chuyện chung về cái một cái bộ phim nữa. Nên là hãy đi xem, có điểm đánh giá cho riêng mình. Còn chúng mình thích hay không thì đấy, chúng mình đã thể hiện hết rồi, hết sức có thể của chúng mình. Và nếu có cách nào hay hơn thì hãy nói cho chúng mình, nhưng mà hiện tại thì chúng mình chưa nghĩ ra. Thôi, video cũng dài rồi. Mong là các bạn đã thích cuộc trò chuyện của chúng mình. Chúng mình sẽ tiếp theo là review kỹ về một bộ phim sắp ra trên Netflix mà chúng mình cảm thấy là đã không được trân trọng như mức nó nên đáng được trân trọng, đó là Thanh Sói của Ngô Thanh Vân. Các bạn hãy đón xem. Ok. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.